xoay này được. Nửa tâm này. Cuốn phẳng phân. Đó các bạn bò cái đầu này. Nó nhỏ lại. Đây đi thẳng xuống, nhớ đứng cạnh xuống để mình. À, đi sao nó hết cái đất, hết cái vòng rồi. Tiếp tục đứng lên. Dùng ra. Đi trong lòng cảnh thì cánh hoa nó mới mọc. Rồi, sau khi mình đi xong làm động tác bỏ cánh này đi. Cho nổi cánh hoa lên. Tiếp tục xem kẽ. Tiếp tục xem kẽ cho bỏ. Giờ rồi tiếp tục làm động tác là gì? Vì cánh hoa, đúng không? Đứng lên, vì cánh. Nó ba cái bước như vậy nhưng mà mình làm lộn nữa. Mình đi hai lớp nhỏ xong rồi mình đi lớn. Rồi, tiếp tục làm động tác làm gì? Hà. Để cho cánh hoa nó nổi lên. Rồi, sau là hai bước về đi người làm trước. Nhớ là ra cảnh trước xong rồi mới đi cảnh đứng. Rồi xong mới hạ là ba bước như vậy các bạn. Cũng là động tác giống như vậy luôn. Đi cảnh hoa sau đó bỏ. Sau khi bạn đi 5 lớp và giờ các bạn lùn da vô, bạn cắt sâu xuống dưới cái phần đó. Sau như này giờ chúng ta lùn da sẽ sâu thêm lần nữa, sâu hơn. Để làm gì các bạn? Đi vô lấy ra cho dễ. Da này sẽ dài hơn. Hồi lúc này các bạn, chỗ này nè, chặt ngay cái mép này, đẩy nó ra.
xong.